Bên phía các cô gái đội tuyển Malaysia thì họ đang dựa rất nhiều vào trụ cột, đó chính là chủ công áo số 1 của tuyển trẻ Thái Lan. Đó là tình huống, nhưng họ có mong muốn được học hỏi cọ sát kinh nghiệm để hướng tới SEA Games 29 năm 2017. Joshua Won phát bóng. Đây là Chasri, họ đánh rất hay. Đội trẻ Thái Lan vừa lên dẫn trước với tỷ số 15-9. Đấy, phút vừa qua thì chủ công Angela Tang đã rất nỗ lực với những pha đánh tỷ số 4. Hai đội bước vào khoảng thời gian hội ý, chúng ta cùng sang lại pha 2 bằng đội trưởng, đó là Tina Tiong. Bóng đã đi ra ngoài, số 2 đi xoáy và bật chắn ra ngoài. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Chasri đánh rất sâu tình huống này. Chị lại khá gọn gàng, đó là điều khá đặc biệt với thủ áo số 5 của Giang Tô. Một tình huống đánh rất uy lực. Phòng ngự không thành công của các cầu thủ bên lớn để vươn lên dẫn trước ở trong trận đấu này cho các cầu thủ đến từ Thái Lan. Và đánh của Sisenat ở vị trí số 3. Bóng đã chạm tay các cầu thủ bên phía Giang Tô. Còn nếu mà hiện nay mà Giang Tô đã biết được điều đó và thay đổi đội hình kính hơn á, về bắt bước 1 thì tôi nghĩ là Thái Lan cũng rất ở trận đấu thứ 3 thì họ đang rất khó để xoay chuyển thế trận. Quả đánh của Chasri và đã có điểm cho các cầu thủ Thái Lan. Quả cứu bóng không. Chasri, quả đánh tốt của đội trưởng và số 12. Lob. Sinenat đã thực hiện một cú đập rất mạnh. Không có nhỏ, không được. Thái Lan tạo ra phòng thủ rất nhanh. Và ngay sau đó là một quả phản công rất tốt của đội trưởng Tapa Phuphum. Khu vực Đông Nam Á, bóng chuyền mạnh nhất vẫn là Thái Lan. Việt Nam chúng ta cũng là một trong những quốc gia có nền bóng chuyền. Phát bóng tốt. Lẽ ra trong pha vừa rồi. Rất tốt. Một pha xử lý rất khéo của đội trưởng Tapa Phuphum.